rằng sống ở một nơi vắng nhà, đường đi xa cách cái nhà ba, dù rằng đi khó ơi ô gà ô voi, đó là tình cảm mơ con người. Nhà đến nhà thì lạnh ơi tôi hết ngày, nhà ơi anh ơi hãy làm quên ơi em ơi anh ơi mấy khi rồng được gặp mây cho rồng than thở bay mây mấy lời và mãi đây rồng được mây xuôi làm sao ngỏ được những lời già rồng mây nếu còn nhớ đến ơi em này nói liền điện thoại ơi cho thay đổi đời già ơi anh ơi mà mấy giờ đây rồng ngã kết tới với mấy duyên tình đêm tài ta kết tới nói tình về dấu ơi em ơi
suy nhé. Anh có đáp không? Không. Em cứ hát nhé. Được. Anh cứ đứng, anh cứ đứng. Anh không hát được. Ừ. Đứng đi không, nó tươi. Không đứng được mà. Rồi rồi. Việt Nam ấy mọi văn là phong biệt vạn bươn cầu à bươn à bạc à rinh toàn dân ấy mọi dân là ơn theo đảng bác mà tay lo dân ơi ra mi ba khổ chẳng ngả mi vằn ấy ngâu răng mà ra đây công ơn vừa đèo bác đĩa rơn bay nọc khắp ma châu à đi công phân à quay phúc vần của gần đây phẫu điệp theo chủ nghĩa mác xít tang dầu bác hồ lá đi mà tâu của đảng mà cao bằng à quê quán thái ở rồng gươm bác bỏ là đơn công tác vui rìm gần tổ quốc đây mà vườn ba đỉnh phong à hoa hôm qua tiếng thồn khắp tư vã chắc là tin Việt Nam họ chi à minh vĩ đại chứ bác ngộ à công cái bâu ơ lùm phía trường sơn cai à rung mắm chắp chứ công ơn đảng bác tay ơi càng nhận dân hay mọi văn là sung sướng.